Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Kinh Nước Đen của nhà văn Nguyễn Thụy Long, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 11, chương 16. Trung sĩ Tuyển rút khăn lau mồ hôi trên cổ, trên mặt, ngã cái mũ sắt xuống bờ ruộng. Anh nói với Hạ Sĩ Thuận: "Chú đi một vòng, coi anh em ăn uống ra sao." Hạ Sĩ Thuận đi khỏi, Tuyển yên trí ngồi ngã lưng xuống bờ ruộng, đặt khẩu súng carbine xuống cạnh mình, tháo bi đồng nước ra uống ừng ực. Đã 4 giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt trên cánh đồng ruộng mênh mông. Trên trời chiếc máy bay quan sát lượm vòng nhòm ngó vào khu rừng cao su dầu tiếng. Vị đại quý tiểu đoàn trưởng ra lệnh cho đoàn quân dừng chân ngay bìa rừng nghỉ ngơi. Cánh quân của Tuyển truy kích địch suốt từ đêm hôm qua, một ngày mệt lả vì những trận sáp chiến kinh hồn. Mãi bây giờ anh em mới được dịp nghỉ ngơi. Họ mang cơm nắm ra ăn, nhưng mắt vẫn nhìn về phía rừng cao su dầu tiếng. Muốn tiến vào đó, tiểu đoàn phải băng qua một cánh đồng trống trải. Trung sĩ Tuyển nằm gối đầu lên bờ ruộng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xanh ngát. Bỗng Tuyển nghe thấy tiếng bước chân đi lại phía mình. Đại quý tiểu đoàn trưởng đứng chống nạnh nhìn xuống Tuyển. "Vậy bằng mọi cách chúng ta phải tiến chiếm mục tiêu trước khi trời sụp tối. Anh cho lệnh anh em." Tuyển đã đỡ mệt mỏi, chàng đứng dậy đi vòng kiểm soát trung đội của mình. Những chiếc thiếp dẫn xa M113 dàn hàng ngang sẵn sàng. 5 phút sau, 5 chiếc Sky Raider từ hướng tây nhào tới, nhả đạn như mưa bắt xuống bìa rừng. Bỗng Tuyển nghe thấy một tiếng nổ đinh tai ngay trước mặt mình. Tuyển ngã dội người về phía sau. Tuyển thấy mình lọt xuống một cái hố, ngực đau tức. Phản ứng đầu tiên của Tuyển khi chàng ngồi được dậy là xem xét khắp người. May quá chàng không bị thương. Cái hố Tuyển lọt xuống là một hố do đạn bích kích pháo của địch. Những bước chân rầm rập qua đầu Tuyển, tiếng la hét vang động chiến trường, đạn bay trên đầu và khói mù mịt. Tuyển leo lên mặt hố, chiếc thiết dẫn xa cháy rừng rực ngay trước mặt chàng. Tuyển lao mình chạy thẳng về phía trước trong đám khói mù mịt. Những ụ súng đại liên thiết dẫn xa bắn che cho cánh quân dàn hàng ngang rút ngắn dần khoảng đường tiến tới mục tiêu. Tuyển nghe thấy tiếng máy bay gầm thét trên đầu mình. Chợt Tuyển thấy cánh quân phía bên phải mình ngã rạp xuống vì họng đại liên của địch phía bìa rừng quạt ra xối xả. Tuyển nằm sắp xuống một mô đất quan sát lờ mờ trong khói. Tuyển nhìn thấy những tên lính Việt Cộng đang điều khiển khẩu đại liên cầm chân bước tiến của đồng đội chàng. Tuyển nghe thấy tiếng bò sột soạt phía sau lưng mình. Tuyển ngó lại, Hạ Sĩ Tình bò tới. "Trung sĩ, khẩu đại liên kia." Tuyển suyệt khẽ. "Khẽ chứ, mày bắn che cho tao. Tao phải khóa họng khẩu súng này." Hạ Sĩ Tình gật đầu. Hắn bò vòng sang phía trái. Còn cách khoảng chục thước, Tuyển đứng dậy quạt một băng đạn về phía khẩu đại liên. Tiếng hô vang động chiến trường. Chiếc thiếp dẫn xa chồm lên. Trời sụp tối. Tiểu đoàn của Tuyển hoàn toàn làm chủ tình hình. Khoảng một giờ sau, cánh quân trở về địa điểm tập trung. Chiến trường đã im tiếng súng. Tuyển đôn đốc binh sĩ đi canh gác khắp các địa điểm trọng yếu. Quân số còn lại được nghỉ ngơi ăn uống. Không khí nặng nề trong rừng cao su. Tuyển thấy dân chúng cư ngụ trong đó gọi nhau ơi ới. Một vài nhà đã lên đèn. Tuyển đứng dậy khoác súng lên vai đi một vòng. Đây đó còn phảng phất mùi khói súng, những thân cây gãy, những hố đạn, những căn nhà cháy còn trơ cột. Tất cả hình ảnh đau thương đó càng thê thảm hơn khi tiếng khóc thảm thiết cất lên. Tuyển rẽ vào một căn nhà nhiều người bu đông. Tuyển thấy đại quý tiểu đoàn trưởng của mình đứng đó, một xác người đắp chiếu nằm trên tấm phản gỗ. Bên cạnh một người đàn bà và ba đứa trẻ khóc lăn lộn. Tuyển rẽ đám đông đi vào, chàng giơ tay chào xác chết. Đại quý tiểu đoàn trưởng ra nắm vai người đàn bà an ủi. "Thôi bác, chuyện đã qua rồi. Điều thứ nhất là chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng bác và gia quyến. Điều thứ hai, chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bác. Thời buổi chiến tranh làm sao tránh được khỏi cảnh tan tóc." Người đàn bà nức nở giọng đọc miền Bắc. Người đàn bà gào thét ôm lấy xác chồng, những đứa con ôm lấy mẹ. Nỗi bi thương ấy làm mũi lòng tất cả những người đứng xung quanh. Tuyển nghe thấy những cái thật lưỡi tội nghiệp, những cái lắc đầu. Mặt người tiểu đoàn trưởng sắc lại dưới ánh đèn dầu vàng giọt.
Đại quý buông người đàn bà tới cạnh Tuyển. Chú cùng tôi về nói với anh em xem mình có thể giúp đỡ họ được gì không. Hai người rẽ đám đông đi ra. Đêm về khuya lạnh lẽo, không khí trong khu rừng âm u nặng nề. Hồi chiều Tuyển để ý thấy sắc mặt những người phu cạo mũ ở đây đều xám xịt, có lẽ vì không khí nặng nề này. Về đến đơn vị, đại quý tiểu đoàn trưởng tập hợp anh em binh sĩ kêu gọi sự giúp đỡ gia đình nạn nhân. Một binh nhất giơ tay xin nói. Đại quý tiểu đoàn trưởng cho phép anh ta đứng dậy. Thưa đại quý, em dám hỏi, mỗi cuộc hành quân như vậy, chẳng may dân bị chết mình phải đền cả sao? Chiến tranh mà đại quý, chết chốc là chuyện thường. Xin nói để đại quý rõ, thằng em ruột của em mới chết trong trận đánh vừa rồi. Đại quý tiểu đoàn trưởng từ tốn. Anh ngồi xuống đi. Tôi hiểu anh cũng như hiểu tất cả mấy trăm con người ở đây. Mình có uy dũng của một chiến sĩ, mình cũng còn phải có cả lòng tự tâm mới là một chiến sĩ hoàn toàn. Tôi chỉ kêu gọi anh em, ai có lòng thì giúp đỡ người ta. Đất nước chúng ta đau thương, nếu chúng ta xoa dịu được phần nào thì tôi thiết tưởng chẳng nên ngần ngại. Tiếng nói của đại quý trầm xuống buồn bã. Tôi là người đầu tiên giúp gia đình đó 1.000 đồng. Anh em tùy, kẻ ít người nhiều, ai không có thì thôi. Đại quý tiểu đoàn trưởng ngồi xuống một thân cây gãy. Trong đoàn quân có tiếng sầm xì bàn tán. Một lát sau, trung quý tiểu đoàn phó bưng chiếc mũ sắt đến. Thưa đại quý, đây là tiền anh em phúng điếu. Đại quý tiểu đoàn trưởng mỉm cười, nụ cười của ông buồn bã. Trong trận này mình cũng rụng mất 7 con. Tôi hiểu nỗi buồn của anh em, tôi cũng buồn. Đại quý tiểu đoàn trưởng thay mặt tăng quyến cảm ơn tất cả binh sĩ. Ông cùng tiểu đoàn phó cùng một số binh sĩ đại diện đến chia buồn cùng tăng quyến. Người đàn bà khóc ngất khi cầm món tiền trong tay. Tuyển khẽ thở dài. Tuyển ra ngoài cửa đứng. Một ông già mon men tới cạnh. Ca còng tốt quá. Tuyển quay lại. Ông già nhìn chàng cười ngượng ngập. Chết mà được như vậy là phước lắm. Tuyển cúi đầu chào ông già. Bác ở đây à? Dạ, tôi ở đây cả mấy chục năm trời nay rồi. Nếu sếp rảnh rang lại nhà tôi uống ly cà phê chơi. Tuyển theo ông già về nhà. Căn nhà của lão không khác với những căn nhà của phu cạo mũ ở đây. Bất giác Tuyển buồn buồn. Ngày xưa cha Tuyển cũng từng sinh sống ở đây. Có lẽ ông già này cũng là một trong những người cùng rời bỏ quê hương xứ sở với cha chàng. Tiếng nói miền Bắc pha lẫn giọng Nam. Cha Tuyển ngày xưa cũng đã nói như vậy. Ông già xô tấm cửa liếp vào nhà, dặn to ngọn đèn dầu khua vợ con dậy. Dậy, dậy đi, bu nó, coi sếp tới chơi. Tuyển can lại nhưng không kịp. Ông già mời Tuyển ngồi ở phản giữa. Vợ con ông già lục đục ra chào Tuyển. Tuyển nhìn sững người con gái mặc áo trắng, tay áo có ren nhưng nhầu nát. Tuyển thế nào quen quen nhưng không nhớ mình đã gặp ở đâu. Ông già giới thiệu. Đây là con gái tôi. Cách đây ít lâu nó có lên Sài Gòn làm ăn. Của không người khó, chẳng ăn thua gì, nó lại về cạo mũ. Ông già chép miệng xui vợ con vào nhà. Bu mày vô pha ly cà phê mời sếp. Ông ta tán tụng. Thiệt tôi chưa thấy đơn vị nào lại có lòng như đơn vị này. Chiến tranh mà được các ông tận tình giúp đỡ như vậy là khá lắm. Đồng bào chúng tôi không dám quên ơn các ông. Ây, tôi cũng có 2 thằng con lớn đi lính đã lâu rồi. Tôi không nhận được tin tức gì, không biết sống chết ra sao. Ông già thở dài thường thượt rồi lại hỏi. Sếp hả? Bao giờ thì hết chiến tranh, liệu có yên được không? Chết chóc hoài tội quá. Tuyển lắc đầu chán nản. Không biết được bác ơi. Tuyển đang mãi suy nghĩ về người con gái. Chàng đào xới dĩ vãng của mình, không biết mình là gặp nàng ở đâu. Người con gái bưng 2 tách cà phê ra đặt lên phản. Thưa, hơi ít đường, sếp và thầy uống đỡ. Tuyển nói. Được mà, không sao. Ông già lôi cái điếu cày ra, tra thuốc lào vào nó, châm đốm vào ngọn đèn dầu. Tiếng điếu cày rít lên giòn giả. Ông già nhả khói lơ mơ nhìn ra ngoài trời. Thuốc lào ở đây không được ngon như ngoài Bắc, nhưng hút cũng được. Sếp làm một điếu không? Dạ thưa bác, cháu không biết hút. Ông già mời Tuyển uống cà phê. Ông lơ mơ nhìn ra ngoài trời. Tôi là người kỳ cựu nhất ở đây, từ khi Tây mới lập đồn điền này. Tính ra cũng tới 30 năm. Vừa uống cà phê, ông vừa than thở. Anh em vào đây có ngót 100 người. Khi đi chỉ mình tôi có vợ con. Anh em sau này lớp chết, lớp bỏ đồn điền xuống Sài Gòn làm ăn.
chắc họ khá cả rồi. Tôi suốt một đời làm cu li, khổ vẫn hoàn khổ, chưa bao giờ tôi ngóc đầu lên nổi. Đêm khuya dần, câu chuyện của ông già càng say sưa. Tôi nói thiệt đó sếp, một lần tôi về Sài Gòn đi qua một dãy nhà bán đồ ngà voi, tôi thấy toàn là người bắt mình. Mấy mặt đó tôi biết quá mà, nó cũng chẳng thèm nhận mình. Thằng Ti ở quê tôi bây giờ làm hàng giò chả, cũng xe hơi nhà lầu. Lần đó tôi gặp nó, tôi hỏi, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt, hỏi lại tôi anh là ai, tôi không quen. Ông già cười nhạt, giọng ông ta hầm hực. Đời mà, mình cũng chẳng trách móc làm chi, số phận mình hẩm hiu thì đành chịu vậy. Tuyển tò mò hỏi, hẳn bác quen mặt với tất cả người Bắc ở đây? Tôi biết hết. Ừ, không thiếu mặt nào. Chúng nó, những thằng còn sống đều khá cả. Ông già kể ra một dọc tên. Ông ta kể cả tên làng, tên xã ở ngoài Bắc. Khi nhắc đến tên sáu họ, cha Tuyển, ông ta nói lại, chúng nó khá cả. Thằng sáu họ còn kém tuổi tôi. Tôi nghe người ta nói bây giờ nó giàu có lắm, ở Sài Gòn con cái đều ăn nên làm ra. Có lẽ thằng sáu họ là thằng giàu nhất đám. Nhà lầu hàng giấy ở Sài Gòn, xe huê kỳ cả chục chiếc. Tuyển cay đắng khi nghe bạn của cha mình nhắc nhở đến tên sáu họ. Ông ta hiểu lầm, và Tuyển cũng không muốn cải chính làm chi. Giàu nghèo có số cả bác à? Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đâu có than thở gì, thấy bạn mình giàu có, mình mừng cho nó. Tuyển tò mò hỏi, với cái ông sáu họ bác thấy sao? Thằng đó khá. Hồi nó vào đây tôi tưởng nó chết. Nó lấy vợ người trong này, nghe đâu về quê vợ làm ăn một thời gian rồi mới lên Sài Gòn. Đối với tôi nó tử tế lắm. Ông già tiếp tục nói, nếu sao họ biết tôi còn ở đây, thế nào nó cũng tới thăm giúp đỡ. Sao bác không lên Sài Gòn tìm ông ta? Biết đâu mà tìm. Mà tôi cũng không muốn tìm đến làm chi. Nếu họ có lòng, tự khắc họ sẽ đến. Tôi vẫn tin tưởng nó là người tốt. Tuyển cay đắng, nhưng chàng không thể nói gì hơn. Tốt hơn cứ để ông già tin tưởng, dù niềm tin đó không tưởng. Đêm đã khuya, Tuyển từ giả ông già ra về. Tuyển chợt thấy người con gái đứng ở cổng. Tuyển thắc mắc không hỏi, nàng vẫn còn đứng đó. Nàng nhìn theo. Đêm lạnh sương xuống nhiều, bóng người con gái mờ đi. Rừng cao su rì rào tiếng lá khua động, thỉnh thoảng một tràng súng máy bắn du dơ khua động đêm trường. Tuyển trở về đơn vị mình, mắc cái võng lên ngang hai thân cây, leo lên nằm. Tuyển buông cái mùng, chụp lên trên võng, gác khẩu cạc pin bên cạnh. Tuyển hy vọng ngủ được một giấc thoải mái sau một ngày đêm thần kinh căng thẳng. Nhưng Tuyển không tài nào ngủ nổi. Không phải vì những tiếng hô ban đêm của lính gác, không phải vì những tràng đạn bắn du dơ. Những tiếng động đó đối với Tuyển quá quen thuộc. Tuyển đang nghĩ đến nét quen thuộc của người con gái mà chàng gặp ở nhà ông già. Không biết Tuyển đã gặp nàng ở đâu. Chiếc áo lụa trắng nhầu nát có thêu ren, khuôn mặt buồn bã, đôi mắt không được tin nhanh. Tuyển kiểm điểm lại những kỷ niệm của mình, những nơi chàng đã đi qua, ở một nơi tối tăm nào đó. Trong một cơn phẫn nộ, những dũng nước động trong con đường hẻm sâu, Tuyển bỗng nhớ ra, đúng rồi, người con gái này đã ở nơi đó. Nàng run rẩy khi bàn tay Tuyển giơ lên. Đôi mắt hải hùng trong bóng tối nhá nhem ở trong phòng một nhà chứa miệt bến xe ăn đông. Đêm hôm đó Tuyển uống rượu say, chàng đau khổ phẫn nộ và muốn phá phách để giải tỏa nỗi ấm ức của mình, sự tuyệt vọng vì một mối tình. Và sau đó Tuyển hạ tay xuống, chàng thấy rằng mình không thể đánh một người con gái vô tội, yếu ớt. Tuyển thở phào khoan khoái khi thấy mình đã nhớ được người con gái này, và có lẽ nàng cũng nhận ra Tuyển. Tuyển sờ tay lên khuôn mặt đầy sẹo của mình. Khuôn mặt ác quỷ này ai mà không nhớ được, chỉ cần một lần gặp gỡ. Tuyển lại thắc mắc, không hiểu tại sao nàng lại lần mò lên Sài Gòn làm ăn ở chốn đó, rồi nàng lại về đây. Khuôn mặt xanh lướt với đôi mắt buồn rười rượi của nàng phóng lớn trong tâm tưởng Tuyển. Giấc ngủ đến với Tuyển nặng nề. Khi Tuyển mở bừng mắt ra, trời đã sáng rõ. Anh em trong đơn vị trở dậy nấu nướng. Một số tản vào nhà dân chúng, một số khác ngồi nhậu đế với khô nướng. Họ nói đùa bỡn với nhau. Tuyển trở dậy gấp đồ đạc gọn ghẽ cho vào trong ba lô, dốc nước trong bi đông ra rửa mặt, súc miệng. Mặt trời đã lên nhưng sương mù trong khu rừng cao su vẫn chưa tan hết. Tuyển đi qua đám nhậu, bọn lính mời rối rít. Trung sĩ, ngồi nhậu chơi.
Tuyển giơ tay chào. Cảm ơn, để khi khác. Tuyển đi thẳng đến căn lều của ông già. Bọn lính reo vang: Tụi bay ơi, ông chịu chơi rồi. Ở trọng có một em thơm lắm. Tuyển mỉm cười mặc cho các bạn đồng ngũ chế giễu. Khi Tuyển bước chân vào nhà đã thấy ông già ngồi xếp chân bằng tròn trên tấm phản gỗ bên cạnh điếu thuốc lào. Ông ta vui vẻ: Mời sếp vào chơi, tôi biết sếp thế nào cũng tới chơi. Ông già hướng vào trong nhà kêu: Thuận ơi, pha trà, pha cà phê con. Thôi bác, khỏi vẽ vời. Người con gái đi ra, nàng vẫn nhìn Tuyển bằng đôi mắt ngại ngùng như đêm qua. Mái tóc uốn lâu ngày không được chải gỡ, rối bù. Sắc mặt nàng sáng nay có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Khi nàng bưng khay cà phê và trà ra, Tuyển để ý đến bàn tay của nàng, những ngón tay có móng nhọn loang lỗ sơn đỏ. Tuyển biết mình không thể nhầm lẫn được, dấu vết cuộc đời chơi bời của nàng vẫn còn đó. Nàng e dè lùi bước. Ông già chợt nhìn Tuyển rồi nhìn con gái. Ông ta rít một hơi thuốc lào sòng sọc, nhả khói mù mịt. Ê, em nó hồi trước cũng làm ở Sài Gòn một thời gian. Nó nói làm ở nhà sang lắm nên phải trải chuốt. Không hiểu sao sau mấy tháng lại bỏ về, không có một đồng xu dính túi, lại bệnh lên bệnh xuống. Tuyển biết người con gái đã nói dối cha mẹ mình. Tuyển nghe tiếng nàng ho trong nhà. Tuyển hỏi: Cô nhà tại sao không làm nữa? Tôi cũng không được rõ. Nó cũng không nói gì với tôi. Mấy tháng đầu nó còn gửi được ít tiền về, rồi sau bật luôn. Tôi lo quá toan lên Sài Gòn tìm nó thì nó mò về, thân tàn ma dại. Hồi này là khá lắm rồi đó. Ông già thở dài: Cái số gia đình tôi không may mới gặp vận đen như vậy. Nhiều đứa lên Sài Gòn làm ăn một hồi mang được cả cha mẹ lên. Con nhỏ nhà tôi nó đần quá. Tuyển thấy xót xa cho gia đình ông già. Nếu cha Tuyển còn đến ngày nay chắc cũng già như vậy. Ông già nói tiếp: Chắc đời tôi cũng đến chết dấm chết vui ở đây mất. Tôi không còn hy vọng gì. Ông già nói bằng giọng buồn buồn. Tuyển chỉ còn biết an ủi qua loa. Bỗng ông già hỏi giọng đặc miền Bắc: Cậu ở đâu cơ? Từ đêm hôm qua Tuyển không muốn nói, nhưng lại không nỡ nói dối. Chàng hạ thấp giọng: Thưa bác, cháu là con ông Sáu Họ đây. Ông già trợn mắt lắp bắp hỏi: Cậu nói sao? Sáu Họ nào? Tuyển vẫn bình tĩnh giải thích: Vâng, thưa, Sáu Họ cùng bỏ quê hương với bác về đồng điền Dầu Tiếng này cạo mũ cao su. Tuyển thấy ông già run lên, hai tay đưa ra trước. Trời ơi, mày là con thằng Sáu Họ thiệt sao? Ông già mừng quá gọi thất thanh: Bu nó ơi, Thuận ơi, ra mà coi con trai thằng Sáu Họ nè. Tự nhiên Tuyển thấy mũi lòng, nước mắt chàng lâu lắm mới có dịp chảy ra. Tuyển thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Cháu là thằng Tư Tuyển, con của Sáu Họ. Bà vợ của ông già chạy ra, nhìn hai người ngồi khóc. Sao? Ông nói sao? Sáu Họ nào? Ông già mừng quá gắt lên: Thằng Sáu Họ chứ thằng nào, bà quên rồi à? Bà già chợt nhớ ra reo lên: Tôi nhớ rồi, trời ơi, con trai chú ấy đây à? Ba má con hồi này ra sao con? Tuyển nhìn hai ông bà bằng con mắt đẫm lệ. Ba con chết rồi, chỉ còn má con. Tuyển kể lại chuỗi ngày bi thảm của gia đình mình. Ông già chép miệng: Tội nghiệp, vậy mà tao tưởng bố mày khá lắm. Nếu cứ chịu khó làm ăn ở đây đâu đến nỗi nào. Cả hai ông bà đều chép miệng thở dài. Bà già thẫn thờ nói: Chú Sao Họ là người hiền lành, cùng gia đình tôi bỏ xứ ra đi. Hồi đó ông Tây Bắc Răng mộ phu, tôi tưởng sẽ bị đưa ra tân thế giới, lại được ở lại quê hương xứ sở là may rồi. Vợ chồng ông già nhắc lại kỷ niệm khốn cùng của họ với Sáu Họ. Thấm thoát 30 năm qua, đời người ta như bèo bọt. Ông già lại nói: Tao tưởng như mới ngày hôm qua còn trông thấy thằng Sáu Họ. Ông hút thuốc lào nhả khói, uống ly chè tươi. Cô con gái tên Thuận ngồi tư lự. Thấy trời đã muộn, bà già mời Tuyển: Cháu ở lại đây ăn bữa cơm rau với hai bác nha. Tuyển nhận lời trong ngần ngại. Tuyển hiểu hơn ai hết, gia đình này quá nghèo. Hai mẹ con đưa nhau vào bếp thì thào bàn tán. Tuyển đứng dậy: Xin phép hai bác cho cháu về qua đơn vị một lát. Tuyển ra ngoài đứng đón đầu. Chàng biết chắc thế nào Thuận cũng phải đi chợ qua.
Quả nhiên một lát sau nàng cấp rổ ra. Thấy Tuyển, nàng đi chậm lại gật đầu chào. Tuyển tiến tới hỏi nhỏ: "Cô nhận ra tôi không?" Nàng gật đầu, mặt nàng hơi biến sắc. "Anh nói gì với thầy em?" Tuyển lắc đầu: "Tôi không nói gì hết." Thuận tận mẫn bẻ một cái nan rổ: "Em vẫn giấu thầy bố em chuyện đó." "Tôi biết." Tuyển móc túi áo đưa cho Thuận 100 bạc: "Em cầm thêm tiền chợ." Nàng cầm tiền không ngần ngại. Tuyển nói nhỏ: "Tối nay mình gặp nhau nói chuyện nhiều." Thuận quay đi. "Em không bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó nữa, đau thương lắm. Nhưng em không giấu anh, vì anh đã biết em. Anh đã đến gia đình em. Bố mẹ em nghèo quá, và em nghĩ rằng em phải có bổn phận giúp đỡ. Em theo chúng bạn lên Sài Gòn. Em hy vọng mỗi tháng sẽ gửi được 700. Anh biết đó, em đã làm nghề gì." Thuận cúi gằm mặt xuống, giọng nàng xót xa. Đêm yên lặng, Thuận nhìn ra xa, trời tối, những lùm cây mờ nhạt trong bóng đêm. Hình như sương mù đang xuống nhiều. Tuyển thấy lạnh, chàng nói nhỏ: "Em bỏ nơi đó về là phải, không mấy chốc đời em sẽ tàn tạ." Thuận lắc đầu: "Em không thiết gì hết, em chỉ mong bố mẹ sẽ có một cuộc sống khá hơn, nhất là thoát khỏi nơi này." Thuận cười cay đắng: "Em làm đi cũng không xong." Đột nhiên Tuyển cầm lấy bàn tay Thuận: "Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa." Thuận kể lể: "Em dành dụm được 5.000 đồng nhờ một người quen cầm về cho bố mẹ em. Họ đi luôn. Sau 3 tháng bán thân, rốt cuộc không được gì, mất cả chì lẫn chài." Giọng Thuận cay đắng. Tuyển vẫn giữ nguyên tai nạn trong tay mình: "Anh phải xin lỗi em, hôm đó anh quá sai." "Chuyện đó thường lắm. Khứa đánh gái chơi bời xảy ra hàng ngày trong xóm. Chỉ có những đứa có chồng làm ma cô mới được bảo vệ." "Sau khi anh đi khỏi, họ có làm gì em không?" "Em bị một trận đòn nên thân." Thuận nói bằng giọng thản nhiên. Tuyển nắm chặt tay nàng hơn: "Anh ân hận vô cùng. Anh không biết làm cách nào cho hết ân hận." Thuận buồn cười: "Anh đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Cái gì qua cho qua luôn." Đêm hình như đã khuya lắm, sương xuống nhiều. Khu rừng cao su càng trở nên thâm u. Phía xa le lói vài ngọn đèn ở những túp lều vải của tiểu đoàn Tuyển. Tuyển không biết tiểu đoàn mình sẽ đóng ở đây đến bao giờ mới đi nơi khác. Thuận ngồi bên cạnh Tuyển, nàng quên cả thời gian. Hình như nàng có cảm tình rất nhiều với người chiến binh này. Lần đầu tiên nàng gặp Tuyển, nàng đã ghê khiếp khuôn mặt rách nát này. Chàng hiện ra sặc sụa mùi rượu đế, đôi mắt đỏ ngầu. Bây giờ trái lại, Thuận thấy chàng thật dễ thương. Tiếng nói của chàng nhỏ nhẹ và đàng hoàng. Tuyển nhìn vào mắt Thuận, nhìn vào đôi mắt nàng. Hình ảnh người yêu cũ của Tuyển thoáng hiện ra, rồi chìm ngay trong dĩ vãng tối đen. Thuận ngã người xuống, nàng thấy lưng mình chạm vào thềm đất. Khuôn mặt Tuyển gần hơn, Thuận lắp bắp: "Anh." "Gì em?" "Em gian anh. Gian anh đừng làm thế, tội em lắm." Đôi mắt Tuyển phủ đầy bóng tối. "Anh không bỏ em, anh sẽ lấy em." Thuận lại bật khóc: "Trời ơi, em không còn xứng đáng, em gian anh đó." Nụ hôn của Tuyển lấp kín tiếng nức nở của nàng. Bàn tay của nàng sờ soạng trên khuôn mặt sức sẹo của Tuyển, dò rối những sợi tóc người tình. Nàng khóc nức nở: "Em không còn xứng đáng." Thuận buông xuôi. Đêm yên lặng trôi, Thuận nghe đâu đó tiếng chim gõ mõ trong khu rừng, như nàng đã nghe từ thuở ấu thơ. Tuyển đỡ thân thể rã rời của người yêu dậy, nàng lại ngồi nép đầu vào vai Tuyển. Nàng nói nhỏ: "Anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, anh có thể đi không thắc mắc. Đằng nào em cũng là đứa con gái hư hỏng rồi, thêm một lần nữa chẳng sao." "Anh cấm em nói điều đó. Anh thương em, anh không ngần ngại điều gì hết. Sáng mai anh sẽ đi hỏi em làm vợ. Trước sau gì em cũng phải rời khỏi nơi này. Em về Sài Gòn ở với má anh. Anh nói thiệt đó." Tuyển đã nói với người yêu thật nhiều. Trời dần dần rừng sáng, Tuyển nhìn thấy ráng hồng phía trời đông. Tuyển đỡ người yêu dậy: "Thôi em vào nhà đi. Ngay bây giờ anh phải đi lo việc cưới xin. Tiểu đoàn sẽ lo cho anh. Chiều hôm nay một chuyến trực thăng đáp xuống thì vô khối đồ." Tuyển quay lưng đi, Thuận trở vào nhà. Cha nàng đã trở dậy. Ông ngồi ở phảng hút thuốc lào vặt. Mẹ nàng cũng ngồi ở đó. Thấy Thuận vào, bà ngẩng lên hỏi: "Mày đi đâu suốt đêm qua con kia?"
Thuận tủm tỉm cười, nàng nhìn mẹ nhìn cha. Con vô ngủ hén bu. Trời ơi, mày không làm không ăn gì sao? Nàng quay vào phòng trong. Làm chi? Hôm nay thầy bu ở nhà, người ta đến hỏi lấy con làm vợ đó. Bà già dựng người lên. Trời ơi, mày nói sao? Thằng nào vậy? Lính ma. Thuận đi thẳng vào trong phòng, bà già tụt xuống khỏi phản chạy theo. Dân vệ hay bảo an? Bị động quân. Ông già bỗng nở một nụ cười. Ông tra thuốc lào vào nỏ điếu, rít một hơi ròn rã. Lâu lắm ông mới thấy mình hút một điếu thuốc lào ngon như vậy. Ông lẩm bẩm nói: Mẹ, mấy thằng dân vệ trên đồn từ nay thì hết tòm tèm con nhỏ. Một lát sau bà già chạy ra. Thầy nó ơi, thằng Tuyển, trung sĩ Tuyển. Làm sao cơ? Còn làm sao nữa, nó hỏi con Thuận làm vợ. Vậy hả? Bà già đâm bực mình vì không thấy ông già tỏ ra đon đả. Chuyện trăm năm của con mà tôi thấy ông cà bơ đến là bực mình. Thế bà bảo tôi phải làm sao? Thì ông cũng phải lo lắng chút. Thương nhau thì lấy nhau, có gì mà phải lo lắng. Để mặc cho vợ trách một thôi một hồi, ông già mới từ tốn nói: Tôi biết rồi bà ơi, tôi đâu cần phải bà nói. Ai nói cho ông biết vậy? Chả ai nói hết, có mắt để làm gì? Ông thấy à? Chứ sao? Ông thấy gì? Ông già thùng thẳng nói: Thấy đêm hôm qua khi tôi ra sau nhà đi đái. Ông già cười tít mắt: Tôi lại đi vòng ra chỗ khác. Bà già rít lên: Ông thấy thế nào, sao không nói cho tôi biết? Nói làm quái gì, bà biết chuyện đó quá nhiều rồi. Nói để ra bà ra dòm ấy à? Ông này thiệt quỷ, làm như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Để tôi vào hỏi con ranh này coi, ai con gái lại dễ dàng quá vậy. Ông già níu tay bà già lại: Thôi tôi xin bà, đời này đâu có phải như ngày xưa, đợt sống mới mà. Mà có vậy mới nên chuyện. Bà già rít lên: Cái trò tiền dâm hậu thú đó tôi không ưng, làm xấu hổ gia phong. Mình có gia phong mẹ đâu mà xấu hổ với chả xấu mình. Tôi nói cho bà biết, trọn đời làm thằng phu cạo mũ cao su, tay đánh nhịch đánh chó, bà tưởng bảnh lắm sao còn làm bộ làm tịch. Nó nhận lời lấy cho là may phúc rồi. Bà thử hỏi coi con gái ở miệt dầu tiếng này, có đứa nào lấy nổi một thằng chồng làm tới chức ông đội chưa? Người ta sẽ gọi con mình là bà đội Tuyển. Trời ơi, nó quyền sinh quyền sát trong tay, bao nhiêu lính dưới quyền, trông thấy sếp là chào cụp cụp. Ông già nói một cách thân hái: Thời buổi này là bình dân lắm đó. Như ngày xưa ở làng mình, mỗi lần ông đội về làng là linh đình chiên trống, làng phải giết lợn giết trâu khoản đãi. Ông đội ăn là ngồi mâm trên với cụ tiên chỉ, vậy bà đòi gì nữa? Bà già ngồi thẫn thờ: Tôi cũng bàn với ông vậy thôi, ông làm gì mà nói dữ quá vậy? Ông già vẫn lẩm bẩm: Bà đi quét dọn nhà cửa đi, nhà trai sắp đến bây giờ đó. Bà già cười ngõ ngoẻn. Lần đầu tiên trong đời bà biết vui. Ông già chợt nói: Này, bù nó. Cái gì? Đừng có bép xép cái miệng nha. Biết rồi. Đám cưới của Tuyển vội vàng nhưng không kém phần chu đáo. Khi bọn lính được đại quý tiểu đoàn trưởng chính thức loan tin Tuyển lấy vợ, chúng reo hò ầm ĩ, công kênh Tuyển đi một vòng. Công việc chạm ngõ ăn hỏi xong ngay trong buổi sáng. Buổi chiều đám cưới. Đám cưới linh đình với 500 binh sĩ họ nhà trai, ngực treo đầy huy chương. Chú rể rạng rỡ trong bộ quân phục tác chiến mới nhất, vai đeo dây biểu chương, ngực hàng dải huy chương. Tiểu đoàn trưởng chọn ba chú lính cấp bậc từ trung sĩ trở xuống, sạch nước cản làm phù rể. Chiếc thiếu phận xa M113 đi đón dâu kết hoa rừng sặc sỡ. Trong xe chú rể ngồi với ba gã phù rể. Hai bên xe một dải lính đi hộ tống, súng chỉ thiên. Khi tới cửa nhà gái, Khẩu Đại Liên gắn chỉ thiên trên xe bắt đầu khai hỏa hiệu lệnh cho hàng trăm khẩu súng cùng bắn một lượt. Đạn bay đỏ trời trong tiếng reo hò vang dội. Tiếng thiết vạn xa gầm thét như mãnh hổ. Họ nhà gái bưng tai. Khi khói súng còn mờ mịt, chú rể và ba chàng phù rể nhảy ao xuống xe. Tiếng hô vang dội khu rừng. Đại úy tiểu đoàn trưởng cũng xuống xe, đầu đội mũ sắt, trên cổ áo ba bông hoa mai vàng chóe, ngang hồng đeo khẩu Colt 12 xệ xuống đùi. Họ nhà gái vừa đinh tai nhức óc vì hồi đạn nổ thay pháo
đã phải bước ra cửa đón nàng trai. Ông Phó Dư, cha của cô dâu, khăn đóng áo dài, tay khoanh trước ngực cúi đầu xá đại úy đại diện nàng trai. Bỗng có tiếng mọt chê 61 thục ùm ùm. Đại úy quên cả lễ nghĩa, quay lại quắt mắt hét như sấm: "Thằng nào đó, ai cho thục mọt?" Một người lính vội nói: "Chắc anh em nào đó ăn mừng, nhốt nó ba củ." Đại úy chợt nhớ nhiệm vụ mình, quay trở lại chìa tay bắt tay ông Phó Dư: "Chúng tôi đến đón dâu." Ông Phó Dư hai tay xoa tít: "Dạ, mời đại úy và các vị vào nhà xơi chén nước trà." "Khỏi khách sáo, cô dâu đâu? Lẹ lẹ còn ăn nhậu rồi về?" Cô dâu ra trình diện. Nàng mặc chiếc áo dài đỏ chót, phấn sáp thơm tho. Những thứ đó nàng mang từ Sài Gòn về, và bây giờ mới có dịp chưng diện. Nàng e lệ khép nép. Đại úy đứng ngắm nghía một hồi gật gù: "Đẹp lắm, cô dâu không ngờ lại văn minh như vậy." Ông quay lại: "Chú rể đâu?" "Dạ." Tuyển bước lên một bước tới trước mặt đại úy chủ hồn. Ông ưỡng ngực ra hô: "Nghiêm!" Tuyển đứng nghiêm cái rụp. Đại úy hô tiếp: "Trình diện!" Tuyển giọng giạc nói: "Trung sĩ Nguyễn Văn Tuyển, số quân 58A 600215, trung đội trưởng trung đội 3 tiểu đoàn biệt động quân, xin trình diện đại úy tiểu đoàn trưởng." Đại úy quay lại Thuận: "Tên cô là gì?" "Dạ thưa đại úy, tên con là Lê Thị Thuận." "Bằng lòng lấy trung sĩ Nguyễn Văn Tuyển không?" Cô dâu thẹn chín người, nàng cúi gằm mặt. Đại úy nạt lớn: "Bằng lòng lấy y không?" Thuận giật thót người, nàng lấp bóp gật đầu: "Dạ bằng lòng." Ông lại quay sang Tuyển: "Chú có thương yêu người con gái này thật tình không?" Tuyển đứng cứng người như cây gỗ, vắng tắt: "Thương yêu?" Ông ngẩng nhìn ông bà già: "Hai ông bà có chịu gả con gái cho trung sĩ Tuyển không?" Ông Phó Dư khoanh tay trước ngực khúm núm: "Dạ, thật hân hạnh cho gia đình tôi." Đại úy quen nếp sống quân đội nhắc nhở: "Vắng tắt có hay không?" "Dạ có." "Trung sĩ Tuyển có dùng áp lực đòi ông bà gả con gái cho không?" Ông Phó Dự lại xua tích hai tay: "Dạ đâu có chuyện đó, tôi xin thề trước ngọn đèn." "Vắng tắt có hay không?" "Dạ không có." "Xong rồi." Đại úy tiểu đoàn trưởng kéo cô dâu chú rể lại gần mình: "Nhân danh tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân, tôi tuyên bố tên Nguyễn Văn Tuyển, lính của tiểu đoàn, và cô Lê Thị Thuận thành vợ chồng bắt đầu từ giờ phút này, hồi 20 giờ ngày 31 tháng 10 năm 1963. Xin thánh thần của trời cao đất dày phù hộ cho đôi quyên ương trăm năm đầu bạc." Đại úy hướng ra phía binh sĩ phù rể: "Thế bắn đứng thủ thế." "Một viên đạn lên nòng." Tiếng cờ bẩm lạch xoạch. Đại úy lại hô: "Chỉ thiên, sửa soạn, bắn." Không phải chỉ có mấy tiếng súng trường, mà hàng băng đạn đủ loại súng nổ rang. Trái sáng phóng lên trời sáng rực. Bọn lính khuân từ trên xe xuống, nào là thịt chó thui, ếch, rau cỏ, rượu đế hàng trăm bi đông. Họ la hét ôm sờm, mời nhà gái ra bãi cỏ nhậu nhẹt tưng bừng. "Hoan hô trung sĩ phu nhân!" Chỉ một loáng ba con chó thui hết tiêu. Đại úy tiểu đoàn trưởng chìa tay ra bắt tay ông nhà của trung sĩ Tuyển: "Thôi xong rồi, đám cưới rất đẹp, đám cưới con cụ là nhất đó. Hồi tôi lấy vợ không được đông đảo như vậy đâu." "Dạ thật hân hạnh cho gia đình tôi, không ngờ con nhỏ xấu xí vậy mà lại tốt phúc." Đại úy ra lệnh cho Tuyển phải bồng cô dâu lên xe: "Đi về hết tụi bay." Chiếc thiếp dẫn xa xoay tròn quay bánh. Những người được cử đi ăn cưới biếu đầy trên xe ca hát vang trời. Khi Thuận được đưa về đằng nhà trai, nàng thấy một chiếc lều vải dựng cách xa hẳn các lều khác, xung quanh kết hoa kết lá có chữ tân hôn kết bằng hoa đỏ. Tuyển đưa vợ đến: "Nhà của chúng ta đây." Bọn lính la hét ôm sờm. Một gã binh nhì khật khưởng đi lại: "Trung sĩ nhớ biệt động quân sát cho hăng nha." "Được rồi, chúng mày về ngủ đi." Gã binh nhì cười ngất. Đại úy tiểu đoàn trưởng hét như sấm: "Ai về chỗ nấy, cấm xì xào bàn tán." Đại úy ngoắc ông thư sĩ lại: "Anh cho một thằng gác phòng cô dâu chú rể, 2 giờ đổi phiên một lần. Đứng cách xa phòng qua chút 10 thước, thằng nào láng chán đến gần bắn què giò." Thấy đại úy tiểu đoàn trưởng còn cắt đặt công việc cho đơn vị, Tuyển chui ra: "Vợ chồng em xin cảm ơn đại úy." Đại úy quát mắt: "Nghiêm, đằng sau quay, bước đều bước, 1 2 1 2, chưa vào lều nghỉ." Tuyển gieo mình đến phịch xuống ổ rơm dày. Bên trên trải toan đờ tăng, chàng nói với vợ:
Lệnh, lúc nào ông cũng lệnh, mình hết đường cảm ơn. Thuận sung sướng nép đầu vào ngực chồng. Bọn lính lảng vảng quanh căn lều vải tuyển tỉnh khô. Thuận thì có vẻ lo sợ, nàng không yên tâm khi được tuyển đòi hỏi. Bỗng có tiếng la ở ngoài. Ê, ngó gì vậy? Tiếng chân chạy quỳnh quịch rồi lại tiếng la. Tao bắt được mày rồi, tổ cha thằng đậu lé. Thôi mà sếp, em thèm quá nên ngó chơi chút xíu mà. Mày phá chúng nó, tao nhốt thấy mẹ. Đêm trở lại yên lặng. Thuận thở phào. Mấy ông lính kỳ cục. Kể chúng nó. Bỗng Thuận hỏi. Bao giờ anh lại đi? Không biết. Nàng thở dài. Chắc em không đi theo được. Em cứ ở nhà một thời gian. Anh sẽ thu xếp để em về Sài Gòn với má anh. Bao giờ? Tháng sau, anh xin phép thường niên. Anh sẽ về kiếm em. Thuận sung sướng. Nàng ngủ thiếp trong vòng tay ấm áp của chồng. Gần sáng bỗng Tuyển nghe tiếng gọi. Dậy, trung sĩ ơi. Thuận cũng thức giấc. Nàng lo lắng hỏi chồng. Gì đó anh? Không biết, để anh ra coi. Tuyển chui ra ngoài, gã hạ sĩ nói nhỏ gì đó. Tuyển đi theo. Một lát sau Tuyển trở về, hốt hoảng nói với vợ. Có lệnh, anh phải đi ngay với tiểu đoàn bây giờ. Thuận sững sờ. Ngay bây giờ? Tuyển gật đầu. Thuận ôm chầm lấy chồng, nàng khóc mùi. Tuyển vỗ về. Anh sẽ về, anh hứa sẽ về với em. Tuyển gỡ tay vợ ra, xếp đồ đạc quần áo vào trong ba lô. Thuận nằm gục mặt xuống nệm cỏ khóc nức nở. Nhưng chỉ một lát sau, nàng ngồi dậy lau nước mắt giúp chồng thu xếp đồ đạc. 10 phút sau, Tuyển gọn ghẽ trong bộ đồ tác chiến, ba lô trên vai, súng cầm tay. Em ở nhà ngoan, thế nào anh cũng về. Thuận gạt nước mắt ngồi im lặng. Tuyển móc túi lấy nốt mấy trăm đưa cho vợ. Em cầm lấy, đầu tháng anh sẽ gửi lương về. Khi Thuận nhìn thấy những đồng tiền của chồng, nàng lại bật khóc. Nàng không quên được những lần cầm tiền sau cuộc giao hoang. Tuyển cúi xuống ôm lấy vợ. Nín đi em. Em cứ khóc lóc như vậy, anh đi không yên tâm chút nào hết. Nước mắt của Thuận thấm ướt ngực áo chồng. Niềm vui chưa tàn, biệt ly đã đến. Thuận lo lắng cho chồng. Chàng sẽ ra sao khi xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Bên ngoài lều tiếng hô quân vang trong đêm. Tuyển nhắc nhở. Đến giờ anh đi rồi đó. Thuận ôm cứng lấy Tuyển. Em không muốn anh đi chút nào hết. Công vụ, em phải thông cảm cho quen. Tuyển hôn vội lên má người vợ mới cưới. Chàng thấy lòng mình ngùi ngùi thương cảm. Tuyển gỡ tay vợ, dán tấm bạc chui ra ngoài lều. Anh đi. Thuận bỗng khóc nấc lên. Nàng nằm bò trên mặt đất. Hình ảnh Tuyển lẫn trong sương mù cùng với đoàn quân. Mắt Thuận nhòa lệ. Nàng úp mặt xuống cỏ. Hơi đất ẩm mốc xông lên. Thuận nghe thấy những bước chân di chuyển. Trong hàng ngàn bước chân đó có bước chân của chồng nàng. Khu rừng cao su trở lại yên tĩnh. Mờ sáng hôm sau, dân dùng đồn điền dầu tiếng ra chỗ đóng quân. Những chiếc lều vải dựng san sát đêm qua ở bãi đất trống đã biến đi đâu hết. Riêng căn lều kết hoa có chữ tân hôn còn nguyên. Họ thấy Thuận ngồi đó ngay trước căn lều, nhìn về hướng mặt trời mọc. Hướng đó đoàn quân và chàng đã ra đi. Ông Phó Dư hốt hoảng chạy lại hỏi con gái. Đoàn quân đâu? Chồng mày đâu? Thuận ngẩng lên, mắt nàng ráo hoảnh. Đi hết rồi. Ông Phó Dư thẫn thờ. Đi hết rồi à? Ông nhìn về hướng con gái đang nhìn. Nó có nói bao giờ về không? Thuận lắc đầu. Ông già thở dài. Khuôn mặt ông đăm chiêu. Những vết nhăn như sâu hơn, rõ hơn trên mặt ông dưới ánh mặt trời buổi sáng mai. Có tiếng chim hót đâu đó, tiếng súng từ xa vọng lại. Hết tập 11. Còn tiếp.